Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyển thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con quy tụ đạo màu tu hành tinh tấn. Ngõ hầu vô sanh văn kinh chi cô sa la cấm mạng cắt tắc bằng ký ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ra tăng ca tăng dê sát ta san nhi nô a ti dê cha sát ta san nhi nô ca tăng quân nhá pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quý đi tăng đinh năng bùn nhã phá lăng ma ya dê cha ta ta na cha nan ti đê qua gần tòa ni quê đa dùm sắp bê lô cầm ni dê sát ta trị quan ta ra hê tu ca ma nôn nhân phô cha năng sắp bê ta phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chứng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi tỏa nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng tiên chủng đến hào hồ mạch ngay, có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng. Vậy nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu vực báo cung dường quả thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Y đăng quá tâm mê buôn nhân a sa quá khá già quá hằng hô túc, xin cho sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là một viên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ, phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẹ, con kính nhân mít trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay. Và con kính nhân mít trở lại cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Chư Thiền Chính Lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ, chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào chư Thiền Nam Tín Nữ, Thiền Hữu Trí Thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 369. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratanatayasa Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lokottamo Sabbagaru Icchetakko Lokasasathai Chanadhammakko Vido Vanda Mahantang Narapu Chanai Giác Tần. Như Lai Giác Ngộ Phật Màu, Ngài Bậc Trí Thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não thoát chân, tôi thần giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lên lễ Phật ân, đáng cho thiên chung, nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bồ giá tá sá sát thú nô lô ca nó mạnh thá sá quý nà ca rô cô sắp bành nhu bố thập bà đi phù thí sanh nhá tô hoành đà má hành tầng nó ra phù. Cha này giác cần pháp bảo quý như ánh vàng
Như Lai soi sáng vạt màn vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy nhận Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cũng hiểu. Sân khổ số thô chú gác tác sơ sa quắc cô thà chú ca mô quắc đá thầm mát xích ca khổ niền đà bát sân xà đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần tăng bảo thân bao Phật đà tâm một môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tất giá tê chê ná xích khà mê ê tu quá tha năng tác xà bí à nú phà huê ná xá hạ xà dê ná xê chặt tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 369. Quý vị thấy rõ ha. Bây giờ chúng ta xin đọc trước ha. Xin chấp phích phụ y mong na quần. Xin chấp phích phụ y mong na quần. Xin chấp phích phụ y mong na quần. Câu số 2. Xích ta tê la hu mê sa tí. Xích ta mê tê la hu mê sa tí. Xích ta tê la hu mê sa tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Xin cha phích khu y măng na quăng. Xích ta tê la hu mê sa tí. Xin giao phích khu y măng na quăng. Xích ta tê la hu mê sa tí. Đọc lần nữa ha. Xin giao phích khu y măng na quăng. Xích ta tê la hu mê sa tí. Rồi bây giờ qua câu số 3 và câu số 4. Chết tòa ra gần chắc đồ sân chắc. Chết tòa ra gần chắc đồ sân chắc. Chết tòa ra gần chắc đồ sân chắc. Và câu số 4. Ta tô nếp bà nắp ma hê hi si. Ta tô nếp bà nắp ma hê hi si. Ta tô nếp bà nắp mê hi si. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Chết tòa ra gần chát đồ sân chát. Ta tô nếp bà nắp mê hi si. Chết tòa ra gần cha đồ sân cha. Ta tổ nếp bà nắp ma hề hi si. Lần nữa ha. Chết tòa ra gần cha đồ sân cha. Ta tổ nếp bà nắp mê hi si. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ câu Phật ngôn 369. Xin chào cô tu nữ Phúc Hạnh vừa đến với Phật hội. Nam mê Nam Ma Hề Nam mê Hi Si Niết Bàn Na nè. Rồi mê Hi Si nè. Rồi bây giờ đọc lại ha.
xin cha phích khu y mong na quan si ta te la hu me sa ti chết tòa ra gần chát độ sanh chát ta tổ nếp bà nam mô hệ hi sĩ. À, câu này chúng ta phải đọc một hơi rồi, bởi vì cuối câu số 2 không phải là trường âm mà nó là đoạn âm, thì quý vị phải cố gắng ha. Mà ta nghĩ bất cứ chỗ nào, nhưng mà quý vị phải chọn trường âm để mà nghĩ ha. Namahe Nibbāname Hisi, Nibbāname Hisi. Rồi, rồi cứ chăm cứ theo bài ha. Như vậy thì ta như phải đọc chậm rãi. À, bây giờ đọc lại ha. À, mến chào sư Nguyên Trang đi học trễ. Xin chấp thích khu y măng na quăng xích ta tê la hu mê sa ki chết tòa ra găng chát đồ sân chát tát đồ nếp bà nắp mê hí sĩ. Ai đọc lại ha. Ai để nhờ bài thì tôi sẽ Nguyên Trang thấy. Xin chấp thích Phú Y Măng Na Quang Sít Ta Tê La Hú Mê Sa Tê Chê Tua Ra Găng Chá Đô Sàng Chá Tha Tô Nếp Ba Náp Mê Hí Sĩ. Một lần nữa, xin cháu Phí Phú Y Măng Na Quang Sít Ta Tê La Hú Mê Sa Tê Chê Tua Ra Găng Chá Đô Sàng Chá Tha Tô Nếp Ba Náp Mê Hí Sĩ. Rồi, trong cái dòng đọc, quý vị thấy cuối câu 2 không phải là trường âm. Cho nên quý vị đọc một hơi không được thì chia ra 2 hơi, 3 hơi cũng được. Nhưng mà phải rõ trường âm và đoán âm mà. Còn cái bài này á, kệ nó dễ hơn là đọc theo dòng kinh. Quý vị chú ý ha. Một câu 8 từ thì cái bài này đọc giọng kệ dễ, bài tin thì khó. Quý vị thấy nó dễ thế nào? Chúng ta ngắt đoạn là 4 từ, nhưng mà đọc lần 2 câu thì chúng ta sẽ thành một bài kệ. Bây giờ chúng ta đọc cho cái giọng kệ quý vị nghe ha. Và quý vị thấy giọng kệ nó dễ hơn giọng kinh. Xin cho phi khu y măng na quăng si ta tê la hù men sa ti chế toa ra găng cha đô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Xin cho phi khu y măng na quăng si ta tê la hù men sa ti chế toa ra găng cha đô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Thêm lần nữa ha. Xin cha phê khu y măng na quân xin ta tê la hù mê sa tì chế toa ra găng cha đô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Thì theo các thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Rồi mời sư mê ta. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính đảnh lễ cô tu nữ phục hạnh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu pháp cú 369 ạ. Xin cha phích khu y măng na quang xích ta tê la u mét sa ti chết
toa ra găng cha đồ sang cha ta tô nếp bà na mê hi si. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sinh là trường âm nhấn, chá đoạn âm, phích trường âm nhấn, khúc ý hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xích trường âm nhấn, ta tê là hai trường âm thông thường, lá hú là hai đoạn âm, mét trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, xin cha phích khú ý măng na quăng xích ta tê lá hú mét xá tí. Và con phân tích câu 3, câu 4. Chét trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ra trường âm thông thường, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, níp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, mê trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm. Chết toa ra găng cha đu sang cha ta tô níp ba ná mê hí xí. Dạ con đọc lại hết bài. Xin cha phích cố ý mang na quang xích ta tê la u mét sa tí chết toa ra găng cha đô sang cha ta tô níp ba ná mê hí xí. Xin cha phích cố ý mang na quang xích ta tê la u mét sa tí chết toa ra găng cha đô sang cha ta tô níp ba ná mê hí xí. Tỳ kheo, tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Xin cha phích khu y măng na quăng, xích ta tê la hù mét sa tì, chệt tỏa ra găng cha đô sang cha ta tô nít ba nà mê hi si. Dạ con có chỗ nào sai xin ngài sửa cho con. Con kính mời người kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 369. Xin cha phích khu y măng na văng xích ta tê la hu mét sa ti chết đoà ra găng cha đô sang cha ta tô nít ba na mê hi si. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Xin trường âm nhấn, chá đoạn âm, phích trường âm nhấn, khú ý hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, văng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xít trường âm nhấn, ta tê hai trường âm thông thường, lá hú hai đoạn âm, mét trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Xin cha phích hú y măng na văng xít ta tê la hú mét xá tí. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Chết trường âm nhấn, đoa, ra, hai trường âm thông thường, găng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá, đoạn âm, đô, trường âm thông thường, xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá, đoạn âm, tá, đoạn âm, tô, trường âm thông thường, níp, trường âm nhấn, ba, trường âm thông thường, ná đoạn âm, mê trường âm thông thường, hí xí hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Chết đoa ra găng cha đô sang cha ta tô níp ba ná mê hí xí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 369. Sinh
Chakui mang na vang sit ta te la hu met ta ti chet đoà ra găng cha đô sang cha ta tô nít ba na mê hi si. Tỳ kheo, tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham, diệt sân hận, tất chứng đạt nít bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sinh cha phích khu y mang na văng xịt ta tê la hu mê sa tì chết đoà ra găng cha đô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Dạ con đã đọc xong câu pháp cú, con có sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phước Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Phật ngôn 369 ạ. Xin cha phích khuy mằng nà hoàng xích tà tề la hu mê sa ti chết tòa ra gần cha đồ sẵn cha ta tổ nít bà nam mê hi sĩ. Xin cha phích khuy mằng nà hoàng xích tà tề la hu mê sa ti chết tòa ra gần cha đồ sẵn cha ta tổ nít bà nam mê hi sĩ. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xin trường âm nhấn chá đoạn âm, phích, trường âm nhấn, khú ý là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xít là trường âm nhấn, ta, tê là hai trường âm thông thường, lá, hú là hai đoạn âm, mes là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Xin cha phích khuy mằng nà hoàng xích tà tề la hu mê sa ti. Câu 3 và câu 4. Chết là trường âm nhấn. Toa là trường âm thông thường. Ra là trường âm thông thường. Găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá là đoạn âm. Đô là trường âm thông thường. Xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá là đoạn âm. Tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, hí, xí là hai đoạn âm. Chết tòa ra gần cha đồ sẵn cha ta tổ nít bà na mê hí xí. Xin cha phích khuy mằng nà hoàng xích. Tà tề la hu mê sa ti chết tòa ra gần cha đồ sẵn cha ta tổ nít bà na mê hi sĩ. Xin cha phi khu y mang na quang si ta ta lê. Dạ con đọc sai. Xin cha phi khu y mang na quang si ta tê la hu mê sa ti chết tòa ra găng cha đô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Xin cha phiên khu y măng na quang si ta tê la hù mê sa ti chết tòa ra găng cha đô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Tỳ kheo, tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong. Dạ, xin mời bạn kế tiếp. Dạ, thân mời Tina Nguyễn ạ. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Dự Hầm Trí Đức, con kính chào quý cô tư nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài 369. Xin cha phích khu y măng na hoàng sita te la hu mesati
chê tòa ra cầm chát đô sân chát tát tù nít bà nạ mê hí xí xin chát phích khu y măng nạ hoàng xít tà tê lạ hú mê sá tí chê tòa ra cầm chát đô sân chát tát tù nít bà nạ mê hí xí. Con xin phân tích đoạn 1 và đoạn 2. Xin chát phích khu y măng nạ hoàng xít ta tề la hu mesati xin trường âm nhấn trá đoạn âm viết trường âm nhấn khú đoạn âm y đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm na trường âm thông thường quang trường âm giọng nguyên đọc theo giọng nguyên âm xích trường âm nhấn ta trường âm thông thường tê trường âm thông thường lá hú hai đoạn âm mes trường âm nhấn sát tí hai đoạn âm xin cha pik khu xin lỗi xin cha pik khu ít măng na hoàng xích tà tề lá hú mes sát tí sư đoạn ba đoạn bốn chê to ra cần cha đồ sần cha tá tù nếp bà na mê hi xí chê trường âm nhấn to trường âm thường ra trường âm thông thường cân trường âm đọc theo giọng nguyên âm chát đoạn âm đô trường âm thông thường sang trường âm giọng nguyên âm chát đoạn âm tá đoạn âm tô trường âm thông thường nít trường âm nhấn ba trường âm thông thường ná đoạn âm mê trường âm thông thường hí xí hai đoạn âm chê tò ra cần chát đồ sần chát tát tù nít bà nạ mê hí xí. Con đọc lại hết. Xin chát phích khu y măng nạ hoàng xích tà tề lạ hú bế xá tí. Chê tò ra cần chát đồ sần chát tát tù nít bà nạ mê hí xí. Dạ thưa, tùy kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau. Trừ tham diệt sân hận tất chứng đạt niết bàn. Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con xin cảm ơn, có gì ngài sửa giùm cho con. Con cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính danh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính danh lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 369. Dạ. Xin chất thích khu y mạng nà hoàng xích tà tề lắng mát sát tích chất tòa gà gần cho đồ sần chất tất tổ nhất bà ná mê hí xị. Xin chất thích khu y mạng nà hoàng xích tà tề lắng mát sát tích chất tòa gà gần cho đồ sần chất tất tổ nhất bà ná mê hí xị. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xin làng trường âm nhấn, chá đoạn âm, thích trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khu ý hai đoạn âm, mang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, quang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xít trường âm nhấn, tá tê là hai trường âm thông thường, lá hú hai đoạn âm, mes trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, xin chát phích khu ý màng nà hoàng xích tà tê lá hú mes xá tí. Phân tích câu 3 và câu 4. Chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, la là trường âm thông thường, gan là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, san trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nít trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, mê trường âm thông thường, thí xí hai đoạn âm. Chết tòa là dành cho đồ sần cho các đồ nhất bà nam mê hí sĩ. Em xin đọc lại. Xin cho thích khu y măng nà hoàng xích tà tề lá hô mát sát thích chết tòa là dành cho đồ sần cho các đồ nhất bà nam mê hí sĩ. Xin cho thích khu y măng nà hoàng xích tà tề lá hô mát sát thích chết tòa là dành cho đồ sần cho các đồ nhất bà nam mê hí sĩ. Tỷ kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau. Trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Dạ con xin kệ ạ.
Xin cha thi khu y măng na vang si ta tuê la hu mê sa thi. Chê tòa yam cha đô san cha ta tòn hiếp ba na nê hi si. Xin cha thi khu y măng na vang si ta tuê la hu mê sa thi. Chê tòa la gắn cha đô san cha ta tô nhiếp ba na mê si. Dạ con xin hết ạ. Có chỗ nào không đúng xin sư sửa giùm con. Dạ cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Cảm ơn bạn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin xuống mic xin nhường cho việc kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và các cô tu nữ. Kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 369 ạ. Xin cha phi khu y mang na hoàng si ta tề la hu mê sa ti chết tòa ra gặng cha đồ sang cha ta tổ nít bà na mê hi si. Xin cha phi khu y mang na hoàng si ta tề la hu mê sa ti chết tòa ra gặng cha đồ sang cha ta tổ nít bà na mê hi si. Ta tê si ta tê la hu mê sa ti. Sinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú ý là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sít là trường âm nhấn, ta tê là hai trường âm thông thường, lá hũ là hai đoạn âm, mết là trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm. Câu 3 con xin đọc lại. Xin cha phi khu y mang na hoàng sít ta tê la hu mết sa tí. Con xin phân tích câu 3, câu 4 ạ. Chết tòa ra gắng cha đồ sang cha ta tổ nít bà na mê hi sĩ. Chết là trường âm nhấn, tòa ra gọc là hai trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá tá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm ạ. Chết tòa ra gặng cha đồ sằng cha ta tổ nít bà na mê hi si. Con xin đọc lại cả bài ạ. Xin cha phi khu y mang na hoàng si ta tề la hu mê sa ti chết tòa ra gặng đồ sằng cha ta tổ nít bà na mê hi si. Xin cha phi khu y mang na hoàng si ta tê la hu mê sa ti chết tòa ra gặng cha đồ sang cha ta tô nít bà na mê hi si. Tỷ kheo ta thuyền này thuyền không nhẹ đi mau trừ tham diệt sân hận tất chứng đạt niết bàn. Dạ con xin kệ. Xin cha phi khu y mang na hoàng si ta tê la hu mê sa ti chết tòa ra gắng cha đô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Xin cha phi khu y măng na hoàng si ta tê la hu mê sa ti chết tòa ra gắng cha đô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Dạ con xin hết ạ. Con kính Ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Xin mời Tịnh Tâm ạ. Dạ mô Phật. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Và con kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 369. Xin chá biết cú ý măng na quần xích tà tề lá hú mét xá tí chết tòa ra, ra chết tòa ra gần chá đồ sằng
chát xin chá bích khu y ý măng na quằng xích tà tề lá hú mét xá tí chết tòa ra gần cha đồ sằn cha ta tồ nít bà ná mề hi xí. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích luôn ạ. Xin chá bích khú ý măng na quằng xích tà tề lá hú mét xá tí xin chá bích khú ý măng na quằng xích tà tề lá hú mét xá tí. Dạ, xin là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, pít là trường âm nhấn, khú ý là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xích là trường âm nhấn, ta, tê là hai trường âm thông thường, lá, hú là hai đoạn âm, mét là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Con xin đọc câu số 3 và câu số 4. Chết tòa ra gần trà đồ sằng trà ta tồ nít bà ná mề hí xí. Chết tòa ra gần trà đồ sằng trà ta tồ nít bà ná ná mề hí xí. Dạ, chết là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, gân là trường âm theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc hết nguyên câu. Xin cha biết cú ý măng nà quằng xít tà tề lá hú mét xá tí chết tòa ra gần cha đồ sằng cha ta tồ níp bá ná mề hí xí tỷ keo tác thuyền này thuyền không nhẹ đi mau trừ tham diệt sân hận tức chứng đạt niết bàn. Và bản dịch do Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con cũng xin kể. Xin cha biết khu y măng na quăng xin ta tê la hù mẹt xa tê chế toa ra gắn cha đô sang cha ta tô ni pa na mê hi si. Dạ con xin xuống mít và con kính ngài chỉnh sửa dùm cho con và đạo tràng sửa dùm cho con nếu con có đọc sai ạ. Con xin xuống mít và mô Phật. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 369 ạ. Xin cha biết khu y măng na quăng xít tà tê la hu mê sá tí chết tòa ra gần cha đồ sang cha tá tô nít bà nam mê hí xí. Xin cha biết khu y măng na quăng xít tà tê la hu mê sá tí chết tòa ra gần cha đồ sang cha tá tô nít bà nam mê hí xí. Và câu số 1 và câu số 2. Xin cha biết khu y măng na quăng xít tà tê la hu mét sa tí. Xin là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú ý là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, văng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xít
là trường âm nhấn, ta, tê là hai trường âm thông thường, lá, hú là hai đoạn âm, mes là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Xin cha biết khu y măng na quăng xít ta tê la hú mes sa tí. Và câu số 3 và câu số 4. Chết tòa ra gần cha đồ sân cha ta tô nít bà na mê hí xí. Và chết là trường âm nhấn, tòa là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, gần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, hí, xí là hai đoạn âm. Chết tòa ra gần cha đồ sân cha ta tô nít bà na mê hí xí. Dạ, con xin đọc lại ạ. Xin cha biết khu y măng na quăng xít ta tê la hu mê sa tí. Chết tòa ra gần cha đồ sân cha ta tô nít bà na mê hí xí. Dạ, con xin kể ạ. Xin cha biết khu imang na wang xin ta te la hu men sa ti chết tua ra gang cha do sang cha ta tu ni ba na me hi si. Xin cha biết khu imang na wang xin ta te la hu men sa ti chết tòa ra gắng cha đô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin mời quý vị đọc bài. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Chư Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Con kính lễ, dạ, kính chào với bà, với cô Tư Nữ, và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 369. Dạ. Xin cha viết khu y măng na hoàng xích ta tê la hú mê sa ti chết tòa ra gần cha đồ sang cha ta tô nước bà na mê hi si. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Xin cha viết khu y măng na hoàng xích ta tê la hú mê si. Dạ, câu số 1 xin là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, viết là trường âm nhấn, khu là đoạn âm, ý là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, xích là trường âm nhấn, ta là tê là hai trường âm thông thường, lá hú là hai đoạn âm, mes là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Chết tòa ra gần cha đồ sang cha ta tô nít ba na mê hi si. Câu số 3, chết là trường âm nhấn, tua là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm. Và câu số 4, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại bốn câu của 369. Xin cha viết khu y măng na hoàng xích ta tê la hú mê sa ti chết tòa ra gần cha đồ sang cha ta tô nít bà na mê hí xí. Xin
Xin cha vít khu y măng na vang sít ta tê la hu mê sa ki chết tò ra găng cha đồ sang cha ta tô nít ba na mê hi si. Con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tỳ kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Con xin kể câu pháp cú 369. Xin cha vi khu y măng na vang sita te la hu me sin sa ti chet to ra gan cha do sang cha ta to ni pa na me hi si. Dạ, con đã phân tích xong, không có sai, mong ngài sư nhờ và đạo tràng sửa lời cho con ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng thật là nhiều. Bây giờ xin kính mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. Dạ, Đức Mô Bích Tha giá. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sơn Kha Dạ. Dạ, Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Giang Dịch Thà, Thiện Vũ Hằng Mai, Tịnh Tam Quang Thanh và Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, không biết còn vị nào chưa trả bài thì cho Nhật Quỳnh tín hiệu, Nhật Quỳnh nhận mít nha. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Để coi lúc nãy ai mới nói, còn ai xích tô thiệp phúng trả bài chưa, và còn ai Quang Thanh trả bài chưa. Dạ, Tô Tiểu Phúng đã bài chưa? Thích Tô Tiểu Phúng ơi. Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh đã bài chưa cô? Ô, còn chiếc lá mùa xuân nữa hả? Lên đi cho có mùa xuân đi nha. Dạ, con kính hãnh lễ sư Trí Đức, con xin chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 369. Xin cha phích khu y măng, xin cha phích khu y măng na quần sít ta tê la hu mê sa tí chết tòa ra gần cha đồ sang cha ta tô đi bà na mê hi sĩ. Xin cha phích khu y măng na hoàng xít tà tê la hú mét sát tí. Xin là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, phích là đoạn âm, xích phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, ý là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, quân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xích là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, lá hú hai đoạn âm, mét trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Xin chá phích khu y măng na quân xích ta tê la hu mét sát tí chết
Toa ra găng cha đồ sang cha ta tô nip bà na mê hi si. Chết là chê toa ra găng cha đồ sang cha ta tô nip bà na mê hi si. Chê là trường âm thông thường, toa trường âm, toa ra là hai trường âm thông thường. Gần trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá đoạn âm, đô trường âm thông thường. Sằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá tá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường. Nít trường âm nhấn, ba trường âm thông thường. Ná mẹ, ná đoạn âm, mê trường âm thông thường. Hí xí hai đoạn âm. Chách chê toa ra găng cha đồ sang cha ta tô nip pa na mê hi si. Xin cha phích khu y măng na quăng xích ta tê la hu mê la hu mê sa ti chết la hu mê sa ti chê toa ra găng cha đồ sang cha ta tô nip ba na mê hi si. Xin cha phích khu hi măng na quăng xích ta tê la hu mê sa ti chê tòa ra găng cha đồ sang cha ta tô nip ba na mê hi si. Xin cha phích khu y măng na quăng xích ta tê la hu mê sa ti chê tòa ra găng cha đồ sang cha ta tô nip bà na mê hi si. Xin cha phi khu y măng na quăng si ta tê la hu mê sa ti chê tòa ra găng cha đồ sang cha ta tô ni pa na mê hi si. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Alo, 123 123. À, xin chiếc la mùa xuân, đọc không thấy mùa xuân tí nào à, nghe mùa đông mùa thu chẳng à, chữ chết toa mà đọc chê toa nó thành là trường âm thông thường rồi à, chết toa ra răng à, mà đọc là chê toa à, đâu có thấy mùa xuân đâu à, khi nào đọc chết á mới thấy mùa xuân, còn chê là không thấy mùa xuân. À, chỗ này á quý vị biết là khi mà mình thất bại, làm ăn thất bại hoặc là một cái sự thất vọng đến ấy, thì tiếng Việt Nam á à, hay tự than trách đến chính bản thân mình, người ta dùng cái từ gì biết không, chết tàu à, tức là nói lên một cái sự hụt hẫng, một cái sự thất bại mà tự mình than với chính mình à, chết tàu. Thì ở đây á, trong tiếng Pháp á, chữ toa, chữ moa ha, thì ở đây là chết toa ha, chết toa chứ không thể đọc là chê toa. Chứ chiếc là mùa xuân. Và ở chỗ này hồi nãy Sistina cũng thắc mắc, nó là trường âm thông thường nhưng mà gặp trường âm nhấn thì chúng ta chú trọng về trường âm nhấn à, giống cái có dấu ở trên á à, ví dụ như vậy, thay vì chữ A, chữ Y, chữ U nhưng mà phía sau nó là có một à, hai cái phụ âm ghép à, hai phụ âm ghép chữ T, chữ V ha, thì chúng ta cũng nên chú trọng đó là trường âm nhấn chứ đừng có đọc theo trường âm thông thường à, đọc theo trường âm thông thường như chi chiếc lá mùa xuân ha. Thấy em thành ra mùa đông rồi, không còn mùa xuân nữa à, rồi nhớ ha.
chế toa chứ không phải là chê toa. Rồi mời Sĩ Quang Thành. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Thất Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý bà Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng, và con kính đảnh lễ quý bà quý tô tu nữ, và kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và kính chào toàn thể đoàn tràng. Con xin trả công pháp cú 369 và phân tích ạ. Sinh cha phích khu y măng na văng sít ta tê la hu mích sa ti chết ta ra găng cha đồ sang cha ta tổ nít ba na mê hi si. Sinh cha phích khu y măng na văng sít ta tê la hu mích sa ti chết tòa ra găng cha đồ sang cha ta tổ nít ba na mê hi si. Con xin đọc câu 1 và câu 2 phân tích. Sinh cha phi cu y măng na văng. Sinh là trường âm nhấn, chá đoàn âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoàn âm, ý là đoàn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thường, văng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2 là Sít ta tê la hu mách xà tê. Sít là trường âm nhấn, ta là trường âm, là đoạn âm. Tê là trường âm thông thường, la lá là đoạn âm, hú là đoạn âm. Mách là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xá tí là hai đoạn âm. Chết tòa già găng cha đồ sằng cha ta tô nít ba na mê hì si. Chết là trường âm nhấn, va ra là hai trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoàn âm, đô là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoàn âm, tá là đoàn âm, tô là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, bá, ná là hai đoàn âm, mê là trường âm thông thường, hí xí là hai đoàn âm. Xin đọc lại. Sinh cha phi khu y măng na văng si sít ta tê la hu mách sa ti chết tòa ra găng cha đồ sang cha ta tô nít ba ba na mê hi si. Sinh cha phi khu y măng na văng sít ta tê la hu mệt mách xa tí chết tòa ra găng cha đô sang cha ta tô nít bà na mê hi si. Tỳ kheo tát thuyền này thuyền không nhẹ đi mau trừ tham tiệt sân hận tất trừ tất chứng đạt niết bàn. Dạ con có đọc sai thì con xin ngài sửa cho con, và con xin đạo tràng sửa cho con, và con xin xuống mic ạ. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ các quý cô bà, quý bà quý cô tu nữ, con kính chào các quý các cô bác anh chị của đạo tràng ạ. Con xin đọc câu 369
369 của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Xin cha bình khúc khinh xin cha xin cha phình khu im mang na vang si ta tê la hô mê sa ti chê tòa la gắng cha đồ sang cha ta tô ni ba na mê hi chi. Con xin đọc lại ạ. Xin cha phình khu im mang na vang si ta tê la hô mê sa ti chê tòa chê trên tòa ra găng chát đồ sang cha thô ni ban na mê hi si. Dạ, con xin phân tích ạ. Sinh là trường âm nhấn ạ. Cha là đoạn âm ạ. Phích là trường âm nhấn ạ. Khu là đoạn, khu y là đoạn âm ạ. Măng là trường âm nhấn. Trường âm đọc theo nguyên âm ạ. Trường âm đọc theo nguyên âm ạ. Nà là trường âm ạ. Vang là trường âm đọc theo nguyên âm ạ. Xít là trường âm nhấn ạ. Ta tê là trường âm ạ. La hu là đoạn âm ạ. Mết là trường âm nhấn ạ. Sa ti là đoạn âm ạ. Chết là trường âm nhấn ạ. Thoa toa ra là hai trường âm ạ. Găng là trường âm đọc theo nguyên âm ạ. Cha là đoạn âm ạ. Đô là trường âm ạ. Sang là trường âm đọc theo nguyên âm ạ. Cha ta là đoạn âm ạ. Tô là trường âm ạ. Nít là trường âm nhấn ạ. Ba là trường âm ạ. Na là đoạn âm ạ. Mết là trường âm, hi si là đoạn âm ạ. Con xin đọc lại ạ. Xin cha phình khu y mang na vang si ta tê la hủy mê sa ti chê ta ra găng cha đồ sang cha ta tô nín ba na mê hi si. Xin cha bình khu y mang na vang si ta tê la hu mê sa ti chen tòa là găng cha đồ sang cha ta tô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Tỳ kheo tát thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Con xin kệ ạ. Xin cha vinh, xin cha phinh, khu y mang na vang, si ta tê la, hủy mê sa ti, chê ta ra găng, cha đô sang cha, ta tô ni ba na mê hi si. Dạ, con xin hết ạ. Con xin ngài chỉ đức cùng các cô bác anh chị sửa cho con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, sa thú, sa thú. À, cô Kim chưa trả bài hả? Mời cô. Con xin kính chào sư trí thức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin trả bài ạ. Trời ơi, 3:30 rồi, chết rồi, chết rồi. Cảm ơn quý vị đã cho âm thanh nghe rõ ha. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú Câu 369. Xin chấp thí khu ý măng nà hoàng xích tà tề lá hú mét xá tí chét tòa ra gần chá đồ sẵn chá tá tồ níp bà ná mê hí xí. Xin cha thiết khu ý măng nà hoàng xích tà tề lá hú mét xa tí chết tòa ra gần cha đồ sẵn cha ta tồ níp bà ná mê hí xí. Xin trường âm nhắn chá đoạn âm, thí trường âm nhắn, khú và ý là hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
xích trường âm nhắn, ta tê hai trường âm thông thường, lá hú hai đoạn âm, mét trường âm nhắn, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2. Xin cháp thích khu ý măng nà quăng xích ta tê lá hú mét xá tí. Câu 3, câu 4. Chết tòa ra gần chá đồ sằng chá tá tồ níp bà nắm mề hí xí. Chết là trường âm nhắn, tòa ra là hai trường âm thông thường, gần trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, sằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, níp trường âm nhắn, ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, mê trường âm thông thường, hí xí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4. Chết tòa ra gần chá đồ sằng chá tá tồ níp bà nắm mê hí xí. Đọc lại bộ nguyên bài. Xin cháp thích quý măng nà quăng xích tà tề lá hú mét xá tí. Chết tòa ra gần chá đồ sằng chá tá tồ níp bà nắm mê hí xí. Đọc kệ quên nữa. Xin cha biết khu y măng na quang sít ta tê la hu mê sa tê chè tòa ra găng cha đô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Tì theo tác thuyền này thiền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hẳn, tắc chứng đạt niết bàn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Học đọc nhiều lần là được chứ. Dạ con có sai xin sư sửa, con trả máy lại và xin mời người khác. Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ con xin đọc bài ạ. Con xin đọc bài câu pháp cú 369. Dạ con kính chư ân sư đã post bài cho con ạ. Xin cha phích khu y măng na quang sít ta tê la hu mê sa ti chết tòa ra gần cha đồ sẵn cha ta tổ nếp bà na mê hí sĩ. Xin cha phích khu y măng na quang sít ta tê la hu mê sa ti chết tòa ra gần cha đồ sẵn cha ta tổ nếp bà na mê hí sĩ. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xin là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, phít là trường âm nhấn, khú ý là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xít là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường, lá hú là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Con đọc lại ạ. Xin cha phít khu y măng na quang xít ta tê la hung na sa ti. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chết là trường âm nhấn, toa ra là hai trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá tá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm. Chết tòa ra gần cha đồ sằng cha ta tô níp bà na mê hí xí. Dạ con xin kể ạ. Xin cha phít khu y măng na quăng xít ta tê la hu mê sa ti. Chết tòa ra găng cha đô sang cha ta tô niệp bà na mê si hi si. Tỳ kheo tắc thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng, con có sai con kính mong sư sửa cho con. Con xin xuống mít ạ.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Nguyên Trang. Kim Nhung ơi, có muốn cầm mic không Kim Nhung? Alo. Dạ, nhưng mình thấy hình như Kim Nhung muốn cầm mic. Dạ, để Nguyên, Kim Nhung chưa trả bài. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi tôn đức. Dạ, Nguyên kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được trả bài Pháp Cú Kinh số 369. Tại cái máy không phải tại Kim Nhung. Dạ, không có sao hết. Xin cha phích khu y văn na quang dịch ta tê la hô mét sa ti chết ta ra găng cha đỡ săn cha ta tự nếp ba na mê hí si. Xin cha phích khu y văn na quang dịch ta tê la hô mét sa ti chết ta ra găng cha đỡ săn cha ta tự nếp ba na mê hí si. Xin cha phích khu y mạng na quang sịp ta tê la hô mét sa ti chết ta ra găng cha đỡ săn cha ta tơ nịp ba na mê hi si. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xin trường âm nhấn chá đoạn âm phích trường âm nhấn khu ý hai đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm na trường âm thông thường quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xích trường âm nhấn ta tê hai trường âm thông thường lá hú hai đoạn âm mét trường âm nhấn sa tí hai đoạn âm. Dạ con kính tri ân ngài. Xin cha phích khu y măng na quang xích ta tê lá hú mét sa tí. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chết trường âm nhấn qua ra hai trường âm thông thường găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm chá đoạn âm đơ trường âm thông thường sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm chá tá hai đoạn âm tô trường âm thông thường nít trường âm nhấn ba trường âm thông thường ná đoạn âm mê trường âm thông thường thi hai đoạn âm chết tà ra găng chết đơ sang chết cắt tơ nếp ba năm mê hí xí. Dạ con xin đọc lại hết 4 câu. Xin cha phích khu y măng na quang xích ta tê la hú mét sa ti chết ta ra găng chết đơ săn chết tát tơ nịp ba na mê hí xí. Tỷ kheo tác thuyền này thuyền không nhẹ đi vào trừ tham diệt sân hận tất chứng đạt niết bàn. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con xin được kệ. Xin cha biết khu y mặn na quăng si ta tê la hù mệt sa ti chạch tỏ ra găng cha đỡ sang cha ta tô nhịp ba na mê hi si. Xin cha biết khu y mặn na quăng si ta tê la hù mệt sa ti cha tỏ ra găng cha đỡ sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Dạ con đã phân tích đọc và kể xong rồi, con có sai ngài chỉ dạy cho con. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chi tôn đức Nhật Quỳnh, cảm ơn đạo tràng và cảm ơn cô Tâm Hạnh tham hết bài. Dạ cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ bây giờ thì con không biết chân mít cho ngài hay đạo tràng không, con cần dứt nhân mít cho ngài để bạch ngài. Dạ còn vị nào chưa đọc chưa kể thì con kính ngài. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Sa thú hôm nay rất tuyệt vời, quý vị quá giỏi. Ở đây cái người nổi bật á trong ngày hôm nay á chính là Sikkim Oan. Sikkim Oan này mới đến với đạo tràng á, nhưng mà phân tích rất chuẩn, phân tích rất là chuẩn. Rồi cái trường hợp với giọng đọc á chưa có hòa nhập được, chưa quen được. Rồi cái dòng kinh, dòng kệ tương đối ha. Bởi vì kệ thì sao cũng được, nhưng mà kệ như vậy là cũng thành công rồi. Tuy nhiên cái dòng kinh chưa có hòa nhập được với đạo tràng. Nhưng mà về cái vấn đề phân tích đó, rất là chuẩn. Đây là một cái điểm nổi bật.
Bởi vì khi mà chúng ta phân biệt trường âm, đoạn âm, phân tích mà chuẩn rồi thì chắc chắn cái giọng đọc của chúng ta trước sau gì cũng vô cái khuôn khổ thôi. Cho nên hôm nay Sĩ Kiều mình mới đến nhưng mà mạnh dạn đưa tay và đã phân tích rất là rõ ràng. Hai hương tu nữa là cái gì đây? Chiếc kim này chắc là nhiều câu làm rối đội hình luôn ha. Rất là hoàn nghĩ vị nào cũng giỏi hết á. Bởi vì tu nữ hả? Nhưng mà ý là nó hay hơn cô tu nữ Khê Ma đó mà. Trời ơi, chát lên cái kiểu đó rồi ái mà đọc được. Còn Sĩ Kim Nhung á, cái máy của Sĩ Kim Nhung rất là nhạy. Khi bằng hoa hả, khi mà chát lên thế này thì cái máy nó muốn giật cái mic của người ta. Đó, Sĩ Kim Nhung á, cái máy Sĩ Kim Nhung nhạy lắm. Cho nên nhiều khi Sĩ Nhật Quỳnh nó muốn có ý kiến cái cò gì ha, muốn đưa tay hay là muốn giật mic hay hát hay thế này thế kia hả, thì do cái máy kỹ thuật của cái máy nó xịn á, máy mới rồi có nhiều chức năng và kỹ thuật của nó thì cũng bén nhạy lắm. Cho nên có những trường hợp thấy nhảy lên nhảy xuống như vậy là do cái vấn đề khi mà chát lên một cái câu gì, hoặc là khi mình tặng hoa thì thấy giống như là chiếc Kim Nhung muốn đưa tay hoặc là muốn nhảy lên giật mic nhỉ. Không sao, hôm nay có trưởng ban trật tự vô sao này ngồi im lặng nè. Ta như tưởng hôm nay chỉ ngồi canh me, ai không đọc hoặc ai đọc sai là cho ăn chè. Ai ngờ Sĩ Ca Nguyên Trang cũng lên đọc nữa nè. Trời ơi, như vậy đâu phải là vô làm mà chủ mang trật tự đâu, mà vô đây cũng tham gia chiến đấu mà. Rồi Sĩ Tịnh Tâm vui gì, chắc là có Sĩ Ca Oanh Phan ngồi bên thọt lét hay sao mà vui. Hôm nay đọc như vậy là cũng tiến bộ. Sĩ Tịnh Tâm cũng có sai chứ không phải là không, nhưng mà như vậy là cũng tiến bộ, đỡ hơn là cái Sĩ Chất Lá Mùa Xuân. Không thấy mùa xuân tí nào, đọc chỉ chết tao mà đọc rồi gì, đọc cũng cật nữa, đọc chỉ chê. Rồi, rất là hoan hỷ sự tham gia của quý vị. Quý vị đã vượt lên chính mình, quý vị đã thành công. Và Sĩ Kim Oanh hãy chú ý nghe lại những người bạn của mình đã lên đọc và trường âm, đoạn âm như thế nào. Phân tích của Sĩ Kim Oanh là chính xác, nhưng mà còn cái giọng đọc thì chưa được ổn ha. Không sao, như Sĩ Nhật Quỳnh nói, từ từ rồi nó cũng như ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Đúng rồi, như vậy là giỏi lắm rồi. Chúng ta đi vào tự vận ha. Đọc, chúng ta phải hiểu ý nghĩa. Như vậy thì chúng ta mới nhớ được lâu. Và những câu Phật ngôn này là những cái bài học từng cá nhân của những các vị mà được Đức Phật nhắc nhở, khích lệ, sách tấn. Thì hôm nay chúng ta lấy đó là những tấm gương, những tấm gương. Và trong Phật ngôn thì chúng ta thấy cũng rất là vui, như những cái câu Phật ngôn chúng ta vừa học, 367, một trường hợp mà Đức Phật lắc đầu Như Lai không đi. Khi mà đi khất thực tại cái nhà của hai ông bà La Môn đó, ông đương ăn cơm, nhìn vợ chồng và bà vợ hoạt hầu thì nhìn ra ngoài, thì nhìn bà vợ nhìn ra ngoài thì thấy Đức Phật ôm mình bác đứng trước nhà, thì với ý định rằng bây giờ phần cơm mình đã nấu cho chồng như vậy mà bây giờ coi như
đem ra bố thí thì mình phải đi xuống nấu nữa, đem ra dâng cúng cho Đức Phật mình phải đi nấu nữa, cực khổ. Cho nên bà vợ mới nói với Đức Phật: ngài đi chỗ khác đi, ngài đi chỗ khác đi. Tức là cái ý là muốn cho Đức Phật đừng có thọ nhận phần cơm này. Ông chồng của bà là ông chồng này làm phước theo năm thời kỳ, nhưng mà sao Đức Phật kêu mà nói ngài đi chỗ khác đi, ngài đi chỗ khác đi, thì Đức Phật này lắc đầu như là không đi, như là không đi. Bà thấy Đức Phật là lắc đầu như vậy, kêu bà cười, bà cười làm ông chồng ấy, tại sao cười? Thì ông chồng mới quay lại thấy Đức Phật. Quý vị thấy một câu chuyện rất là vui, rất là vui. Đó là cũng là một cái đề tài mà chúng ta thấy Đức Phật lắc đầu, một trường hợp rất là hiếm, chứ không phải là dễ đâu. Cái gì đâu, bên đây đang mùa thu, mùa xuân qua rồi, đó là tình đồng hả, sĩ quan hả. Lòng tâm của bà ta được quân bình trước khi ngài thuyết giảng. Tại sao câu Phật ngôn 367 không nêu ra lên cái vấn đề này? Bây giờ 369 nghe ý nghĩa của những từ này. Xin cho phép khu y mần nà quần, xin cho phép khu y mần nà quần, xin cho phép khu y mần na quần. Sĩ kỳ mình chú ý ha, chúng tôi đọc rất là chậm và thấy trường âm đoạn âm nó như thế nào ha. Rồi sĩ Nhật Quỳnh, Như Quân ơi, cầu cứu rồi ha. Câu đầu tiên có bốn từ: xin chá là một, phít khu là hai, y mần là ba, na quần là bốn. Rồi, bây giờ xin chá ý nghĩa thế nào? Xin chá do căn ngữ xít, đây là một động từ số ít, hãy làm cho cạn hay là hãy tác, hãy tác hay là hãy làm cho cạn. Nào, động từ xin chá. Alo, từ số 2. Từ thứ 2, Pikku. Pikku đây là một danh từ nam tính Ukranta Pumlinga. Nhưng mà chữ Pikku này hôm nay đặc biệt, nó thuộc về hô cấp, hô cấp số ít, tức là cách chia thứ 8, Lapana. Lapana, cách chia này là một mệnh lệnh cấp, tức là một cái sự sai khiến, là một cái sự ra lệnh. Là chữ phi thu ở đây có nghĩa là này tỳ kheo, tức là Đức Phật ngài ám chỉ cái vị tỳ kheo đó, này tỳ kheo hãy tác cạn. Đó, hãy tác cạn. Tác cạn cái gì? Wow, mây còn mây này phá đám rồi, mây này phá đám rồi đó. Quý vị thông cảm, dầu sao cũng đã bể rồi ha. Thôi bây giờ la nó làm cái gì. Một cái ly bán ve chai bể rồi bán cái gì nữa không biết nữa. Rồi cái từ thứ ba, thứ tư, ý mong là này, ý mong là này.
Na Quang, do cái từ Na Hoa. Đây là một danh từ nữ tính, Akrantaithilinga. Chữ Na Hoa ở đây trực được chia theo đối các số ít. Đu Tì Giao vì Pháp Tí Ê Cá Hoa Trần A, cho nên chữ Na Hoa biến thành Na Quang. Na Quang là chiếc thuyền. Như vậy thì cái câu này có ý nghĩa gì? Này tỳ kheo, hãy tác chiếc thuyền này. Này tỳ kheo, hãy tác chiếc thuyền này. Và có một ví dụ thế này: tấm thân giả tạm có chi màng, chỉ mượn làm thuyền để qua giang. Tức là cái thân của chúng ta ví như một chiếc thuyền để đi qua cái sông mê bể khổ. Tấm thân giả tạm có chi màng, chỉ mượn làm thuyền để quá gian. Rồi bây giờ qua câu số 2. Sitta te lahume sati, sitta te lahume sati. Câu số 2 chúng ta có 3 từ ha. Sitta te lahume sati. Chữ sitta đây là một cái dạng quá khứ phân từ nữ tính ha, nhưng mà nó được đứng làm chủ từ số ít. Tức là Bathama Ekavachana Vipatti. Sitta có nghĩa là đã được tác, đã được tác. Sitta là đã được tác. Rồi chữ T, T do cái đại từ nam tính toan. Và chữ toan này được chia theo sở hữu cách số ít. Các thí vị pháp tí ê cao quá trần á, cho nên chữ toan biến thành chữ T. T là của con, T là của con. Rồi La hu mê sa ti. La hùng mê sa ti do chữ la hùng cộng với e sa ti. Chữ la hùng do cái từ la hú, nó là một tỉnh từ có nghĩa là nhẹ nhàng, nhưng mà nó được chia theo đối chất đu tỳ gia vị pháp tí, cho nên nó biến thành la hùng. La hùng có nghĩa là một cách mau lẹ. Rồi cái động từ e sa ti ở phía sau, đây là một động từ số ít do cái căn ngữ ý động từ các chà tí ha, có nghĩa là sẽ đi, sẽ đi. Vậy thì la hú mê sà tí có ý nghĩa là sẽ đi mau, sẽ đi mau. Và cái câu số 2 này Sitta te lahu mesati, Sitta te lahu mesati có nghĩa là được nói về ám chỉ chiếc thuyền á ha. Chiếc thuyền được tác của con sẽ đi mau, hoặc là được tác chiếc thuyền của con sẽ đi mau. Rồi bây giờ câu số 3. Câu số 3
chết tòa ra gần cha đồ sằng cha chết tòa ra gần cha đồ sằng cha câu số 3. Chúng ta thấy 1, 2, 3, 4, 5 từ. Năm từ đó thì chữ chết tòa, đây là một động từ bất biến do cái căn ngữ chết. Thì chết tòa đây có nghĩa là hãy chặt đứt. Hãy chặt đứt. Chết tòa hãy chặt đứt. Rồi, từ thứ hai ra gân, do cái từ ra gá, nó là một danh từ nam tính Akarantapumringa. Và chữ ra gá đó được chia theo đối cách su ít đu tì gia vì phát tí e cao quá chẳng á, cho nên ra gá biến thành ra gân. Ra gân ở đây có nghĩa là tham ái. Ra gân là tham ái. Rồi, chị chá có nghĩa là và. Đô xăng do cái từ đô xá. Đô xá nó là một danh từ nam tính Akarantapumringa. Và đô xá này cũng được chia theo đối các số ít đô tỷ gia quỷ phát tí ê cao quá chẳng á, cho nên đô xá biến thành đô xăng. Đô xăng là sân hận. Đô xăng là sân hận. Vậy thì câu số 3 này, chết tòa ra gần chát đô xăng chát. Câu số 3, chết tòa ra gần chát đô xăng chát. Hãy chặt đứt tham ái và sân hận. Hãy chặt đứt tham ái và sân hận. Và câu cuối cùng, tát tô nếp ba nắp mê hí si. Tát tô nếp ba nắp mê hí si. Câu cuối cùng chúng ta có hai từ, tát tô là một, nếp ba nắp mê hí si là hai. Chữ tát tô đây là một tràng từ, có nghĩa là do vậy, nhờ đó. Tát tô, do vậy, nhờ đó. Rồi, nếp ba nắp mê hí si. Nếp ba nắp mê hí si. Ở đây chữ nếp ba ná. Chữ nếp ba. Nếp ba ná. Niết bàn á, đó là một danh từ trung tính ha. Bởi vì niết bàn thì không phải giống đực giống cái, mà trung dung cho cả người nam người nữ đến, cho nên nó là Nắp phung sát tà linh ga. Nó là một danh từ trung tính. Và chữ niết bàn á ở đây được chia theo đối cách số ít, tức là đu tì gia vừa phát tí ê cao quá trình á, cho nên nếp ba ná biến thành nếp ba năng. Nếp ba năng có nghĩa là nếp bàn. Rồi e hí si. E hí si nó cũng giống như cái động từ esati, tức là động từ gắt trà thí đó. Bậc căn ngữ của nó là ý. Đây là một động từ số ít. Có ý nghĩa ehisi có nghĩa là sẽ đi đến, sẽ đi đến. Vậy thì nibbana
Nam Mê Hi Si là sẽ đi đến Niết Bàn. Nam Mê Hi Si là sẽ đi đến Niết Bàn. Niết Bàn năng cộng Hi Si, đúng rồi. Vậy thì ta tô Niết Bàn Nam Mê Hi Si, nhờ đó ngươi sẽ đi đến Niết Bàn. Do vậy ngươi sẽ đi đến Niết Bàn. Ý nghĩa câu số 4, ta tô Niết Bàn Nam Mê Hi Si. Vậy thì câu Phật ngôn 369 cho chúng ta một ý nghĩa. Này tỳ kheo, hãy tác chiếc thuyền này. Được tác, thuyền sẽ đi mau. Hãy chặt đứt tham ái và sân hận. Nhờ đó, ngươi sẽ đi đến Niết Bàn. Ý nghĩa của Phật ngôn 369 ha. Này tỳ kheo, hãy tác chiếc thuyền này. Được tác, thuyền sẽ đi mau. Hãy chặt đứt tham ái và sân hận. Nhờ đó ngươi sẽ đến Niết Bàn. Và ngài Hòa thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: rỗng không thuyền tác nước rồi, rỗng không thuyền nhẹ chèo bơi nhẹ hèo. Tham sân theo đám rong bèo, thuyền xuôi bến giác tỉ kheo xứng người. Rỗng không thuyền tác nước rồi, rỗng không thuyền nhẹ chèo bơi nhẹ hèo. Tham sân theo đám rong bèo, thuyền xuôi bến giác tỉ kheo xứng người. Đó là ngài Hòa thượng Giới Đức ha. Rồi ngài Hòa thượng Minh Châu: tỉ kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau. Trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt Niết Bàn. Tỷ kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau. Trừ tham diệt sân, tất chứng đạt Niết Bàn. Rồi bây giờ còn mấy câu nữa mới tới duyên sự. Vậy thì chúng ta đi vào nội dung câu Phật ngôn này ha. Theo cái sự hiểu của mình và trong thực tế, nhất là cái đời sống thường nhật của chúng ta, chúng ta áp dụng câu Phật ngôn này như thế nào để rút ra bài học, lấy đó làm kinh nghiệm, làm pháp môn để mình tu tập. Và sự tu tập ở đây để làm cái gì? Trừ tham diệt sân hận. Chúng ta có ba cái mà quan trọng, mà được gọi đó là tam độc. Tam độc tức là ba cái thứ độc hại nhất mà chúng ta gặp phải, đó là tham, sân và si. Tham, sân, si được gọi là tam độc. Nhưng mà đây chỉ nói có hai cái thứ độc thôi, đó là tham và sân. Tham và sân mà chúng ta diệt nó được á, chúng ta giảm thiểu, chúng ta không còn tham và sân, thì chúng ta sẽ đi đến Niết Bàn. Mà muốn đạt đến Niết Bàn chuyện không phải dễ. Bây giờ trên cái vấn đề tu tập, chúng ta lấy y cứ vào đâu để mà tu tập? Không phải là coi như là xem hoa bắt bướm, nhìn cái cánh bọc bên ngoài, mà chúng ta phải lấy chính cái thân của mình. Đức Phật ví dụ cái thân của mình chính là cái chiếc thuyền, một cái chiếc thuyền. Mà cái dụng của chiếc thuyền này để làm gì? Không phải là chở đầy để chúng ta có tài sản, có của cải, có này có kia, để có danh đối với đời.
mà cái thuyền của chúng ta phải là cái thuyền nhẹ, rỗng, tức là càng nhẹ thì chúng ta mới đi được mau chứ. Bây giờ cái thuyền mà nó thẳng rồi, nó đầy rồi, thì bây giờ muốn đi đến đích thì chắc chắn phải thua những cái thuyền nó nhẹ. Mà nhẹ đó là nhẹ gì? Nhẹ tham, nhẹ sân, nhẹ si. Còn bây giờ chúng ta cứ chắc đầy vô, tham, sân, si, chắc đầy vô thì làm sao mà có những cái thuyền đi nhanh được. Cho nên ở đây phải làm sao? Trừ tham, diệt sân. Mà trừ tham, diệt sân, đó là một cái chuyện nói thì dễ, nhưng mà làm khó lắm bà con ơi. Đừng có nghĩ rằng tôi đâu có tham, tôi đâu có sân. Nói vậy nhưng mà cái mặt mình đỏ gai, đã săn đầy áo, săn cái lai quần rồi, coi như chuẩn bị coi như khẩu chiến xong, bây giờ coi như là chiến tranh bằng miệng lưỡi qua rồi thì bây giờ chiến tranh bằng tay chân. Nhưng mà nó tôi đâu có tham, tôi đâu có sân. Nói là một chuyện, nhưng mà khi mà đụng chuyện mình có ứng xử được hay không, cái quan trọng là cái pháp nó đến, mình có hòa nhập với cái pháp đó không. Mà hòa nhập ở đây có nghĩa là mình thấy nó đến thì bảo đảm nó sẽ đi. Pháp nó đến và nó sẽ đi. Vậy thì khi nó đến chúng ta hãy nhìn vào nó để coi nó đẹp như thế nào, nó xấu như thế nào. Đẹp ở đây là những thiện pháp, mà xấu là bất thiện pháp. Vậy thì thiện pháp và bất thiện pháp thì chúng ta phải nhìn nó để coi cái tâm của mình có được mất hơn thua bởi tám pháp thế gian chi phối hay không. Bởi vì cái đụng chuyện á, thì hồi đó ai cứu mình? Chỉ có mình cứu mình mà thôi, chứ đâu phải là ví dụ bây giờ đang ở trong rừng trong núi mà khi bệnh á, tỉnh Di Tăng cầu an hả? Di Tăng đâu mà cầu an, mình phải lo cho chính mình ấy chứ. Bệnh phải uống thuốc, mà bây giờ trong rừng thì không có thuốc tây, thì bây giờ cây lá đó là những cái loại thuốc. Mình phải áp dụng cái sự tu tập của mình để có sức đề kháng chống lại với những bệnh hoạn ốm đau, chứ không phải là ông tu cái thời gian lâu như vậy mà bây giờ thời tiết cảm mạo thứ cái gì không có sức đề kháng để mà chống lại thì vô rừng vô núi để làm cái gì hả? Một vị mà vô rừng vô núi ít nhất á phải có căn bản pháp môn, phải thiền, phải có một cái trình độ căn đảm căn bản thì mới dám vô rừng. Chứ bây giờ ở những nơi thanh vắng, mình quay lại với chính mình giống như một con thuyền linh đinh giữa bờ biển nhà, trên mặt là nước vậy. Thì bây giờ thuyền mà bị nước khô hoặc là chở nặng quá thì làm sao mà nó đi nhanh được, làm sao mà đi nhanh được. Cho nên ở đây tham và sân, đó là hai cái vấn đề mà chúng ta cần phải nhìn nó. Tại sao? Nhất niệm sân tâm khởi, bất vạn chướng môn khai. Khi một cái niệm sân hận mình nó khởi lên thì bao nhiêu cái cửa nghiệp chướng, những cái xấu xa nó mở ra để chúng ta nhảy vào. Tức là nó nguy hiểm đó. No thì mất ngon, giận thì mất khôn. Đó chính là do anh chàng này. Cho nên mấy đứa bệnh được chó đi chú hát. Ồ, quý vị thấy tâm sân là thế nào? Chó quậy cũng phải đi la, nó đâu có ngồi yên được. Mà không la thì nó làm tới, khổ thiệt. Dắt sân chi quả, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Mình có tạo thiện pháp được bao nhiêu đi
Nhưng mà khi nó quậy như vậy, mình khởi lên cái tâm sân. Đây, quý vị thấy, còn giỡn mặt nữa. Thì chúng ta làm sao cho cái tâm nó được là bình an, làm sao cho cái tâm nó tự tại. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Mà sao bây giờ nó quậy ào ào vậy, bể chán bể tô, rồi không la nó, đằng sau nó lầm tới, thì quý vị thấy khổ đế chứ đâu có sống. Cái gì ở trong rừng, gà gái nè, bồ câu nó đương chờ để cho ăn nè, rồi mấy anh cậu này cũng đói bụng nè, anh quậy bể chán bể tô nè. Thôi, thời gian còn lại để quý vị suy tư về câu Phật ngôn này: làm sao mà diệt sân, làm sao mà trừ tham. Đó là một cái vấn đề trong cái đời sống bình nhật của chúng ta. Khi mà sân hận khởi lên, khi mà tâm xa tham mà nó sân khởi, chúng ta hãy quay lại với chính mình, giống như chiếc thuyền vậy. Mình cứ tưởng tượng rằng, mình cứ suy tư thế này: tâm thân giả tạm có chi màng, chi mượn làm thuyền để quản gia. Mà khi cái chiếc thuyền này đang linh đinh trên mặt nước, thì tham và sân nó xuất hiện, nó làm cho chiếc thuyền nó đầy đi, nổ bồ đề gai lên, nó đầy đi. Thì bây giờ chúng ta hãy tác làm cho cái chiếc thuyền nó không bị ngập nước nè. Khi mà cái thuyền nhẹ thì kỳ đó chúng ta sẽ đi được nhanh. Tức là tham lam và sân hận, đó là hai cái thứ phiền não mà làm cho chiếc thuyền của chúng ta không đi nhanh được, mà làm cho chúng ta bị khẩm thuyền. Bởi vì trong thuyền nó đầy bồ đề gai thì làm sao mà thuyền nó đi nhanh được. Cho nên chúng ta phải tác, chúng ta phải làm cho nó nhẹ. Mà tác làm cho nó nhẹ thì chúng ta phải nhìn vào nó để có sự ghi nhớ, có sự biết mình. Khi chúng ta ghi nhớ, chúng ta biết mình tham, chúng ta biết rằng chúng ta tham, cái cục tham này nó lớn bao nhiêu. Khi mà sân á, thì chúng ta thấy những con rắn á, nó bò trên cổ của chúng ta hoặc là cặp mắt của chúng ta nó sáng giống như những cái ngọn đèn. Nhưng mà cái sáng ở đây là cái màu sáng của lửa, chứ không phải màu sáng mà coi như giống như tham. Tham thì nó khi mà nó cặp mắt sáng lên thì nó xanh lè, nó xanh mà cái mặt còn tái nữa. Thì bây giờ những cái trạng thái đó, khi mà tham sân xuất hiện thì cái thuyền của chúng ta không đi nhanh được, mà chúng ta phải biết tham đến cái trường hợp nào, sân đến cái trường hợp nào. Muốn trừ tham phải vô thí, muốn diệt sân phải nhẫn nại. Nhớ trong 10 pháp ba la mật có 2 cái pháp môn: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, vô thí để trừ cái tâm tham. Punya niparado kasmin patita hon tipa ni đăng, sung sướng chi bằng làm lành, cho bao nhiêu của để dành mai sau. Đến khi chủ đã về chiều, hành trang sẵn có, tiêu diêu cảnh nhạc. Tức là mình muốn diệt trừ tâm tham để ra đi một cách nhẹ nhàng thì mình phải vô thí. Muốn diệt trừ sân hận thì mình phải nhẫn nại. Thời kỳ Đức Phật quý vị biết có ông Bà La Môn, ông nghe người ta tán thán ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất tuyệt vời, là một vị tướng quân chánh pháp, một vị có cái hành nhẫn nại. Thì ông Bà La Môn nói làm gì mà ai không sống hả? Tại đề cao ngài Xá Lợi Phất quá chứ, ngài cũng là như chúng ta, cũng ăn uống cũng bình thường, tại sao không có sân hận?
À, cái đó tôi thử cho bà con coi. Một hôm ngày Xá Lợi Phất đang đi khất thực ha, cái ông ta đi theo rồi từ phía sau ông ta đập một cái. Nhạc ở bên kia chứ không phải nhạc chùa nghe cô Như Quỳnh. Cô Như Quỳnh mà nói cái kiểu này là thấy là ngạc độc luôn, chứ đừng có nói ngọc đã ngạc độc quá. Ở bên kia nó quậy. À thôi thì trở lại ngày đương đi khất thực, nó anh rình đi theo đập một cái thật mạnh ở vai của ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà ngài vẫn đến bơ, không quay lại nghe, mà ngài từ tốn hỏi cái gì vậy, hỏi cái gì vậy, không quay lại, không cần biết ai đập mình, nhưng mà ngài hỏi cái gì vậy. À thì đó ông bà lão môn quà. Như vậy là người ta nói ngài Xá Lợi Phất có một cái sự nhẫn nại tuyệt vời. Mình đập như vậy mà ngài không có sân hận, ngài không có bất bình, ngài không có quay lại la hét gì hết, mà ngài tỉnh bơ hỏi cái gì vậy. À từ cái vấn đề đó ông ta cảm thấy con người nó nóng như lửa, lật lật tới sám hối, quỳ xuống sám hối ngài Xá Lợi Phất. À và khi sám hối xong rồi, bằng cách là đoái công chuộc tội, là thỉnh cái bình bát con ngài Xá Lợi Phất ôm đem về nhà, thỉnh ngài về nhà để bát cúng dường cái bữa cơm buổi sáng. Thì quý vị thấy rằng khi mà người ta làm khổ mình như ngài Xá Lợi Phất, thì ngài đã thể hiện cái tâm không sân hận đối với ông Bà La Môn. Quý vị thấy tuyệt vời không? À tức là muốn diệt sân thì chúng ta phải nhẫn nại, muốn diệt tham thì chúng ta phải bố thí. Rồi như vậy thì chúng ta đã được an vui trong cái cuộc sống này, tức là chúng ta đã đạt được niết bàn trong cái cuộc sống của chúng ta, chứ không phải là sau khi chết nha. Đừng có nghĩ sau khi chết mình mới đạt niết bàn. Mà đi theo thăm Ma Su Cao Vị Hà ra rằng hiện tại lạc trú chính là niết bàn. À, khó hả? Bây giờ mời Sĩ Kim Dung hỏi khó chỗ nào? Mới nói một mệt đi mà nói khó, không biết khó chỗ nào. Rồi mời Sĩ Kim Dung. Alo, chỗ nào khó? Có bà con gửi cho. Mời Sĩ Kim Dung nha. Dạ, con kính thưa sư. Dạ, tại vì con nghe sư hỏi có tuyệt vời không thì con thấy là cái hạnh của ngài rất là tuyệt vời. Nhưng mà với con thì thật là khó thực hành, thì con trả lời như vậy. Dạ, khó lắm ạ. Khi mà mình nhận ra được cái tâm sân, mình biết đó là sân, nhưng mà trong của tâm mình, trong tâm của mình á, nó đã phừng phừng, đầu mình nó đã nóng rồi. Mình cũng đã muốn nói ra những điều không tốt nhưng mà mình kềm lại. Nhưng mà mình cũng thấy được cái tâm mình nó khó. Mình không thể nào mà bình thường được. Dạ, con thì con thấy vậy. Dạ, tại ngài hỏi thì con trả lời. Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Alo, khi đụng chuyện á thì cái sự ứng biến của chúng ta, cái sự tu tập của chúng ta thể hiện trong cái lúc đó. Khi tham, khi sân, sân khởi. À, cái quan trọng là cái nội lực của chúng ta, cái định tâm của chúng ta có ghi nhận, có chú tâm, có quan sát, có biết mình hay không. Đó là cái điều quan trọng. Nhưng mà thấy đa số khi gặp xong á thì quý vị thấy sao? Đa số người ta thể hiện rất là rõ ràng, dứt khoát. Có nghĩa là tâm sân thọ xả. Quý vị học phi diệu pháp nghĩa là có một cái chiều sâu. Vậy thì tâm sân thọ xả như thế nào? Alo, ai trả lời dùm tâm sân thọ xả? Sao im ru vậy?
Sư Nhật Quỳnh á, rồi Sư Kim Nhung hả, mới có hai người theo người thứ ba đi. Ai nhất thì tôi đứng nhì, ai mà hơn nữa tôi thì đứng ba. Tam nhân đồng hành, tất cả hữu sư trong ba cái ý kiến thì có một cái ý kiến giải quyết vấn đề. À, chỉ còn có mà mình Sư Nhật Quỳnh á, Sư Kim Nhung bỏ đây rồi. Tâm sân thọ ưu thọ xã hả? Cái gì? Tâm thọ ưu thọ xã do suy chế. Cái này tâm sân thọ xã. À, vì Sư Kim Nhung nói là nè, à, tâm sân không có thọ xã, mà thọ ưu vẫn vô trợ, hữu trợ gì đó. Cái này á, Sư Nhật Quỳnh để giải quyết cho. Chúng ta thấy đa số là Phật tử hoặc là không Phật tử, nhưng mà khi đụng chuyện là tâm sân thọ xã, nổ khùng lấy rồi, xả láng sáng giờ sớm. À, cái đó không phải là tâm sân thọ xã. À, no mất ngon, giận mất khôn. À, khi mà nổ khùng lên rồi thì đâu có kiềm chế được chính mình, tới luôn bất tài. À, thì cái đó là xả láng lỗi gì đó. Có phải tâm sân tội xã không? À, tức là hồi đó không còn biết mình là ai, mà mình không biết là ai thì xin lỗi, có cái chỗ để mà chúng ta ngồi thiền tốt nhất. Tâm sân thọ xã nó khởi lên, mà quý vị biết cái chỗ mà ngồi thiền sướng nhất để nhìn lại cái tâm sân thọ xã đó chính là cái nhà tù. Ngồi đó gỡ từng tờ lịch để thấy rằng mình xả láng sáng giờ sớm, ngu hay là khôn. À, tâm sân thọ xã đưa đến cái mục đích là nhà tù. À, để cho chúng ta ngồi đó quán tưởng về cái hành động của mình, suy nghĩ về việc làm của mình, có ân hận, có ăn năn, có hối tiếc vì cái sự sân hận hay không, hay là tham lam. Ừ, cho nên câu Phật ngôn này, trừ tham diệt sân hận, thì đừng có nên thực hành theo cái câu sẽ nên là tâm sân thọ xã hay là sẽ láng sáng về sớm ha. Mà về sớm thì về cũng không được đâu. À, người ta chờ mình ở trong cái nhà tù quá, về sớm là về nhà tù đó, chứ không phải là tại hiện tại là tú là niết bàn. Alo, thôi còn 6 phút nữa để bà con nhé, nói hoài như vậy bà con nói ông này cũng nhiều chuyện ha. Ơi, mời quý vị thấy Sư Nhật Quỳnh đưa tay mỏi rồi. Dạ, sa thú lành thai, và dạ, con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Ngài dạy gì diệu pháp hay quá là hay luôn. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ Kim Nhung, Quỳnh Giang Nhật Hạ, Sistina Hoa Nguyệt, Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chỉ có ngài mới dạy là tâm thanh họ xả thôi, phải không quý vị? Bởi vì con thấy tuyệt vời quá nên con đưa tay. Dạ, con biết chắc chắn là ngài nói rồi, sanh là xả láng luôn. Dạ, là chữ xả láng luôn đó quý vị, chứ không phải mà xả bỏ đâu, mà chữ xả láng luôn đó. Xả láng xong rồi thì vào nhà tù. À, ý của ngài là vậy đó. Dạ, bởi vì chỉ có ngài là có vi diệu pháp tâm sanh thọ xả thôi. Dạ, nên con đưa tay và con định là con mời Kim Nhung lên để coi Kim Nhung có hiểu được là tâm sanh thọ xả hay không. Mà ngài nói hết trơn rồi, lấy gì đâu mời. Dạ, thôi bây giờ mời Kim Nhung đi. Kim Nhung nghĩ sao nghe tâm thanh thọ xã này, Kim Nhung học thấy sao? Kim Nhung mà học chi diệu pháp giỏi hơn Nhật Quỳnh nhiều. Dạ, Nhật Quỳnh thì rất là dở, mò vậy chứ còn giỏi lắm, phải nói luôn. Thôi hả, hồi ngon cầm bích hả, cầm bích đi để thấy tâm thanh sanh thọ xã là như thế nào. Dạ, chi pháp nói sao, chứ còn Nhật Quỳnh thì chỉ biết ngài mà nói tâm thân thọ xã là Nhật Quỳnh biết liền, biết là xả láng sáng về sớm luôn, không phải sáng về sớm mà sáng vô tù ngồi sớm luôn á. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, thôi bây giờ còn mấy phút con cùng thỉnh ngài trở lại đi. Ngài uống nước rồi, và ngài đã dùng nước rồi, và ngài cũng đã dàn xếp cái đám
nắm giặt của Ngài rồi. Con cũng thỉnh Ngài cầm mít để kết thúc bài học ngày hôm nay, bạch Ngài. Dạ, rất là hay. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, còn kính nhân mít đến Ngài ạ. Sa thú. Sự đóng góp ý kiến của quý vị đã làm cho câu Phật ngôn này nó rõ ràng hơn. Tức là chúng ta phải nhìn lại khi mà đụng chuyện. Ở đây tham và sân, để đừng có cái trường hợp mà tớ luôn bắt tài á. Khi mà tớ luôn bắt tài á, đó cũng là tâm sân nội xã đó nghe. Khi mà bắt tài và coi như quên mình á, là phóng tới luôn là thấy dễ bị ăn đòn lắm á. Thì ở đây qua câu Phật ngôn này, tam độc tức là tham, sân và si. Nhưng mà đây nói về tâm tham và tâm sân mà chúng ta mà giảm thiểu, để rồi tới cái trường hợp vô tham vô sân thì chính niết bàn tại thế. Chúng ta mà không còn tham lam, không còn sân hận thì cái cảnh giới niết bàn nó ở trước mắt của chúng ta, chứ không phải nói rằng sau khi tôi chết tôi mới được về niết bàn. Không có, mà niết bàn ngay trước mắt của chúng ta. Khi mà chúng ta ví dụ cái thân này giống như một chiếc thuyền, mà đa số thì ai cũng muốn chở đầy cho có lợi. Đời là như vậy, càng cắt càng nhiều thì lợi lộc càng phát sinh. Nhưng mà đối với người tu thì cái thuyền của chúng ta, chính cái bản thân này càng nhẹ bao nhiêu, tức là giảm thiểu tham sân, thì chúng ta mới hưởng được cái cảnh giới an lạc của niết bàn hiện thế, tức là trong cuộc sống này. Cho nên cái câu này, câu Phật ngôn này có thể áp dụng theo cái bài kinh Nhất Giải Hiền Giả: khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng. Cho nên cái câu Phật ngôn này cũng là một cái câu mà tâm đắc, để cho chúng ta tự ví mình là một chiếc thuyền, giống như cái câu khi nãy chúng tôi nói, tấm thân giả tạm có chi mà chỉ mượn làm thuyền để quá gian. Tức là chúng ta muốn đi qua sông mê bể khổ thì chúng ta phải mượn cái thân xác này. Nhưng mà mượn thân xác này giảm thiểu phiền não, tức là tham sân, đó là hai cái tam độc này, hai trong ba cái tam độc. Chúng ta giảm được tham sân thì khi đó niết bàn hiện tiền, nó sẽ xuất hiện cho chúng ta. Chứ đừng có chờ kiếp sau nha. Có nhiều người nói cần gì tu tập, trước khi chết chỉ cần niệm Phật là Đức Phật và Thánh chúng rước về một cái cõi an vui, một cái cõi tịnh lạc, một cái cõi cực lạc. Nếu mà quý vị có một tư tưởng như vậy, đó là tà kiến manosata. Bởi vì mình chấp vào cái cõi đó, rồi mình đi vào cái cõi đó không có lối ra, tức là quan tưởng tà kiến. Thì qua câu Phật ngôn này, chúng ta thực hành để trong hiện tại này chúng ta thấy như vậy. Tức là hiện tại là trú á, Ita tham ma su ka vi ha ra năng, đó là niết bàn. Rồi bây giờ hết giờ rồi. Với câu con này chúng ta sẽ quay lại chính mình ha, để thấy tham nó lớn bao nhiêu, sân nó có bằng sân bay hay không. Thì khi đó chúng ta mới cảm thấy được an vui. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để được thành phúc quả, rồi hộ trì chúng sanh, những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiện, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn chúng chúng hộ trì đến tăng ni và điện nam tín nữ cùng phật
Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê thê nà sa chà vá chê nà sô thi vô ô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, kinh dân quả phước lên Chư Tôn Thượng Đức Tăng Ni và Đạo Tràng Pháp Hội Thiện Hữu Trí Thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nha. Xin mời Sĩ Ca Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của Đạo Tràng. Oh.